Hello xin chào bạn, hôm nay mình sẽ chơi cậu bé mắt thần đồng cơ giới, một vị tướng đấu sĩ rất mạnh của trò này Mobile. Nó mạnh ở cái khả năng truy sát rất tốt tướng địch bằng chiêu cuối, khóa mục tiêu chủ lực team bạn rất dễ dàng cũng bằng chiêu cuối, và cái khả năng gây sát thương chuẩn theo thời gian bằng nội tạng điện tích, đồng thời giảm cái khả năng hồi phục máu tướng địch 25%. Đó chính vì quá bá đạo của hai chiêu này, thành ra phiên bản beta 14 nó bị giảm sức mạnh cái hai chiêu này mất rồi. Đấy là giảm sức mạnh là tập 1 nha. Có tập 1 thì có lẽ là phải có tập 2 rồi anh em ơi. Tức là trong phiên bản beta 15 chung kết thế giới nó lại bị giảm sức mạnh. Rồi. Cẩn thận John ơi, ấy mỹ tìm bạn xuống canh. Lui đi bạn ơi, ôi bị choáng kìa. Quay chúng càng nhiều mục tiêu thì tăng càng nhiều tốc chạy nhá. Đó. Có nhiều tốc chạy mình áp sát được đánh thường và sẽ tăng chuẩn tiêu diệt được Zephyr team bạn. Mà John thì mình cũng nằm xuống mất rồi. Thực ra trận đấu này là mình pick solo lên ở vị trí S1. Không ngờ là Ngộ Không ngay sau đó lại pick Ngộ Không. Đấy, Ngộ Không lại chết rồi anh em ơi. Một vị tướng đi solo lên rất mạnh nhưng bất đắc dĩ phải đi hỗ trợ. Đấy, anh em ơi, đi hỗ trợ thì đánh khó hơn rất nhiều. Hỗ trợ đâu có được farm. Hỗ trợ không farm thì lấy đâu đồ mà bá đạo được. Buồn quá đi mà. Sự giảm sức mạnh tập 2 chính là cái chiêu thức thứ nhất anh em ơi. Mark có thể tăng lên đến 50% tốc chạy nếu tấn công trúng 5 mục tiêu bằng cái chiêu thứ nhất. Mỗi mục tiêu mang lại cho Mark 10% tốc chạy, đó là phiên bản hiện tại. Những phiên bản tiếp theo chỉ mang lại cho Mark 6% tốc chạy mà thôi. Như vậy thì Mark có thể tăng tối đa tốc chạy là 30% trong phiên bản mới nhé. Đó giảm rất nhiều cái sự cơ động bằng chiêu 1 của Mark đi. Khiến sau khi sử dụng chiêu cuối và chiêu 1 thì truy sát mục tiêu nó khó hơn. Khiến em chơi Mark khó hơn. Lên nào, nhưng mà mình chỉ đùa thôi. Bởi vì team bạn rất đông nhá. Anh em nên hạ cánh chỉ để lấy cái chiêu cuối thôi. Và đấy thì bạn mà không rút về kịp có lẽ là mình sẽ tấn công Alice. Nhưng mà trận đấu này rất là khó khăn. 1 năm mất rồi. Khá là khó không biết nữa. Chơi thủ làm sao mà gánh team được anh em ơi. Mình chỉ cố gắng hỗ trợ anh em hết sức thôi. Nhưng không có thể gánh team được. Rồi ăn rồng nè. Có ai nhìn thấy là con rồng gần chết không? Bây giờ ra ăn là chắc chắn được. Khi mà lạc lót team bạn còn xíu máu thôi. Chạy rất nhanh và tê tái thành công. Chiêu cuối nữa của Alice. Và cái ninh đạn nữa anh em ơi. Đừng ha mạng thì hai bạn ơi. Hai bạn giết được mình thì cũng nên bảng điểm số nha. Một pha ha mạng team bạn khiến team mình có hai mạng chứ không thì cũng trận này cũng rất là khó. Hai mạng đấy vây ngay vào cái vị trí đi rừng. Đó khiến rừng team mình xanh thì còn có thể đỡ được. Nếu không thì không thể đỡ được anh em ơi. Có chiêu cuối là chúng ta sẽ truy sát tới mục tiêu ít máu và ở trên cao nha. Ví dụ như vị tướng Ryuma thì bạn này. Kia Ngộ Không. Đập Ryuma bị khóa mất rồi. Đấy. Ở khi các bạn chiêu cuối anh em sẽ tạo vùng điện trường gây sát thương chuẩn cho mục tiêu xung quanh. Đấy. Đó, mục tiêu của tướng địch sẽ dính điện tích mà. Đó, điện tích ăn luôn được cái con rơi. Rồi, bắn rất tốt Nidhi thôi. Nidhi quả đấy các bạn không tốt thì có khi là mình lên bản điểm số mất rồi. Rất hay. Ăn thêm được mạng của Adit. Đấy, anh em thấy chưa? Đỡ đòn ăn mạng không thể gánh team nha. Nhưng mà nếu mà dừng team mình mà ăn nhiều mạng khỏe, bắn khỏe thì sẽ gánh được team. Mặc dù bị giảm sức mạnh nhưng theo đánh giá của mình, Mark vẫn là vị tướng leo rank tốt và vẫn có thể dùng đấu rank cao và đấu giải vô cùng tuyệt vời. Rồi, con mồi của mình đây rồi. Bộc phá luôn, chết luôn. Tiếp tục Alice này. Tự nhiên có con mồi rất là thơm. Có mồi thơm thì chúng ta phải nhậu thôi. Rồi. Hiện tại thì đang trong một cái kỳ thi rất quan trọng của anh em mà sinh năm 2000. Rồng vàng em ơi.
đó là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2018, trung học phổ thông quốc gia 2018. Hôm nay có lẽ là cái đề thi khá là khó thành anh em, cái đề thi mang tính chất phân loại cao, môn khoa học tự nhiên, lý hóa sinh. Không biết anh em có làm bài tốt không. Thực ra là mình cũng rất muốn chúc anh em thật nhiều may mắn để có thể là làm bài thật tốt, mang lại thành tích cao để nộp vào trường đại học các bạn mong muốn dễ dàng hơn. Đó, đó là tất cả cái nói chung là cái nguyện vọng chúc của mình thôi. Hy vọng anh em sẽ làm bài thật tốt nhá. Chứ không có thể giúp được gì anh em. Chỉ giúp chỉ chúc các bạn thi tốt thôi anh em ơi. Anh em hãy cố gắng hết sức nhá và thi thật tốt. Chắc là chỉ còn một ngày nữa thôi là các bạn sẽ thi xong rồi. Hôm nay thì ngày thứ hai à? Đúng rồi, ngày thứ hai, ngày thứ ba. Còn một ngày thi nữa. Ngày mai thì dễ thở hơn bằng cái môn khoa học xã hội. Nếu mà cho Mark đi thi thì có lẽ là giải quyết đề thi một cách nhanh chóng. Bởi vì Mark thần đồng mà anh em ơi. Bộ óc thiên tài. Các bài toán lý hóa thì nó cũng quá đơn giản rồi. Mình vừa xem đề thi thấy mấy câu cuối cũng khá là khó nhai đấy. Đề thi lý anh em ơi. Không biết là do mình quá lâu rồi quên kiến thức hay không mà cảm thấy đề cũng khá là khó. Ok. Ngày xưa mình cũng học lý bá đạo đấy anh em ơi, không phải chuyện đùa đâu. Và đọc đề bây giờ cũng thấy khó cơ. Hay là mình quên kiến thức mất rồi. Cũng lâu lắm rồi anh em ạ. Không biết là bao nhiêu năm rồi. Thực ra là mình cũng chẳng nhớ cái gì về cái điện. Dòng điện xoay chiều như thế nào cũng quên mất tiêu rồi anh em ơi. Chứ ngày xưa là mấy cái bài dòng điện xoay chiều là mình xử lý rất là nhanh gọn. Mình ngày xưa thôi lại nói ngày xưa nhiều quá. Ngày xưa là có sở trường về cái môn điện và môn cơ. Những bài điện và bài cơ mình xử lý rất là nhanh. Những phần quang với phần nhiệt thì mình lại không hay lắm đâu em ơi. Ngày xưa là mình chuyên lý mà. Cấp 2 thì học chuyên văn, cấp 3 thì học chuyên lý. Thành tích cao nhất thì giải 3 quốc gia môn lý. Cũng do mình quá lười không tập trung thành ra là cũng ham chơi khi học cấp 3 đấy anh em ơi. Thành ra là chỉ có được giải 3 thôi. Nói chung là hồi đó cũng phụ lòng mong đợi của thầy cô. Thầy cô rất buồn vì mình chỉ được giải 3. Đó, nói chung là ham chơi thì chúng ta cũng phải chịu chấp nhận thôi anh em ơi. Ok, không nói chung là hồi tưởng về quá khứ là cũng không quá vui. Không được thành tích quá cao. Thành ra là cũng thấy buồn. Nhưng mà các bạn biết mình học lý chuyên lý cấp 3 nhưng mà lại vào cái ngành công nghệ thông tin. Nó chẳng có liên quan gì nhau cả. Đó. Nên các bạn khi chọn ngành, chọn trường thì nên chọn những cái trường mà thứ nhất là mình phải yêu thích cái nghề đó, cái ngành nghề đó anh em ơi. Nếu anh em không yêu thích thì anh em học sẽ không có động lực cao đâu. Mình phải có đam mê thì mình mới thành công cao được. Ok, phía dưới là La Crosse. Chết đi bạn ơi. Bây giờ thì cái lợi thế team mình lại khá cao khi team có hai xạ thủ cơ anh em ơi. Team có nhiều xạ thủ ở cái trường hợp này ép trụ rất là dễ. Đó, giòn bắn vấy phát là nát trụ rồi.
Bạn đi John ơi, đấy một đội tạ là chết luôn. Ở thanh niên kia có vẻ là chuyên John rồi, đặt tên là Pick Me John. Chuyên đánh John, đánh rất là tốt. Ủa không ơi, đừng có dại dột như vậy. Ở khi các bạn đánh hỗ trợ bằng vị tướng Max thì anh em không thể hổ báo lao vào giữa ý tím bạn khi đánh solo lên được, bởi vì cái lượng đồ anh em không quá nhiều. Và đồ không quá nhiều thì sẽ không thể quá trâu bò được em ơi. Lên bảng, không lên bảng kia. Rồi, chiều cuối bắt Alice nha, bởi vì Lini ở trong trong nhà là chính team bạn mất rồi. Đó, không thể chạy được. Ok, và video clip của mình chơi vị tướng Max để đây là hết rồi. Xin chào anh em và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.